Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục, thì toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học lại trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ mùng 7 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. Riêng tại tỉnh Long An, trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có quyết định đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp kể từ ngày 14 tháng 2. Để chuẩn bị cho việc đi học an toàn, trước đó bộ giáo dục và đào tạo cùng bộ y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các chuyên gia tổ chức quốc tế đại diện bộ y tế và địa phương đã phân tích các điều kiện cần thiết cho việc mở cửa trường học đồng thời thống nhất đây là yêu cầu cấp thiết và phải được làm sớm nhất ngay sau tết bộ trưởng nguyễn kim sơn cho biết cùng với việc mở cửa trường học Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh, trong đó rà soát, đánh giá và phân định từng nhóm học sinh cụ thể để lên kế hoạch dạy bù trong ngắn hạn và dài hạn. Việc bù đắp kiến thức được ngành giáo dục xác định không chỉ thực hiện trong một năm mà còn kéo dài trong nhiều năm.